cầu Phú Định. Đó, cầu Phú Định. Không phải ở đây có quá trời người bán tôm mà bữa nay không thấy. Rồi ok, sẽ chạy coi coi. Đây là đường Nguyễn Ngọc Trinh nha. Trời nóng ghê, rất là nóng luôn á. Bây giờ là nếu mà họ mới giờ đúng không? Bây giờ là 3 giờ 20 rồi. Bây giờ 20 đúng luôn. Trời rất là nóng. Thấy nắng không? Sữa bằng lạnh nhưng mà buổi chiều chắc hết sữa rồi, không còn một sữa nào hết. Đến với bệnh và ở bên thì ở phía bên bên trái cho mấy cái hành lang người ta chơi cờ của Phật giáo với lại cờ Việt Nam với cờ luôn. Trời nắng thấy nước ghê luôn, nước nước dễ sợ luôn. Trời bé phố đậm nè.
cái màu sắc. Ra giữa đường đó thằng nắng nóng ghê, nóng thiệt sự nóng luôn. Đây là ngày 30 tháng 1 rồi. Ở dưới là ngày 20 tháng 12. 3 ngày nữa là tới đêm đó là chờ rồi. Ngày nữa là giao thừa rồi. Đêm 30 giao thừa rồi. Rất là nhanh. Nói về cách bến Bình Đông, cái này cách đây có người đang rửa xây cách chị. Wow, thấy nắng không? Nắng kinh hồn, sức mà nắng luôn, rất là nắng luôn. Giờ hôm nay quá nắng, có những người mùa mưa chạy với tôi cái đoạn đường này thì mới xa trời á, đi mưa đi trời tới đi đi mưa gió mà thấy ầm trên cái đoạn đường này. Còn ngày hôm nay thì thật sự trời quá nắng nó đứt á, trời nắng á thì mình lại nhớ những người mưa, mà trời mưa thì mình lại thương những người nắng. Ở đây có cái chùa Quan Âm tóp đông lắm liền, giờ này nắng quá đó cũng không có đi chùa. Năm người là đủ xe đi chùa, năm người xe ta
gian gần á, trời hơi trời nắng nó thoát nước ghê thôi. Đến bến mình đông rồi. Không biết chạy không thì nói tầm tầm không biết chạy thôi thì để dần uống miếng nước coi, khát nước quá, trời khô khát nước uống liền luôn. Thế là xong, khỏe rồi. Công nhận á, đưa là nắng á mà để uống nước phải nói là một cái gì đó giống như là vậy là thôi cái đoạn đường này coi. Bến Bình Đông rồi nè, chạy cho xong Bến Bình Đông, chạy cho cái đông đi đây đợi khoảng một tuần nữa đi rồi đó mọi người sẽ thấy được. Bây giờ thì người ta vẫn đang rất ít, đương nhiên là sẽ có mấy người họ báo là đi đây rồi chứ không phải là không có.
cái xe Sinatra này nữa. Dọc theo cái đoạn đường này đó, người ta bắt đầu là rất ít chợ hoa rồi kia rồi rất là nhiều cả thì rất ghê. Cái bông mai bông thì tầm tầm nó mới cho bằng cái nhỏ để chứ xài thả rơi. Mấy cái đồ trang trí tốt quá trời đã à.
là cái huyện nhỏ xíu xíu. Đó thôi. Huyện cực kỳ nhỏ luôn. Với những cái nơi như là cực kỳ nhỏ.